Hello, xin chào các anh em đồng âm. Dạo gần đây bắt đầu từ làn sóng âm nhạc của anh Tuấn Cùi tràn về Việt Nam mạnh quá nên là các nghệ sĩ ra khá là nhiều sản phẩm với màu retro. Tuần trước thì chúng ta đã cùng uốn éo với Waiting For You của Mono. Và tuần này thì chúng ta sẽ được đến với một sản phẩm cực kỳ ấn tượng của Space Speaker có tên là Beautiful Monster. Tiếng Việt có nghĩa là anh yêu em chứ không phải yêu quái. Đấy, nhầm. Quái vật xinh đẹp đáng yêu siêu cấp vô địch vũ trụ 616. Bước 1, soạn bass siêu đơn giản chỉ sử dụng nốt chủ âm với Razor Bass và Chance Bass. Bước 2, soạn phần đệm về analog key, saw pad và ARP. Bước 3, soạn các melody đệm, nhớ là delay với reverb đẫm máu vào nhé. Bước 4, soạn bộ drum cơ bản với kick, snare, head và ride. Thông báo, video của quý vị đã bị hack. Và đây là chương trình quảng cáo. VBK Music có bán các bộ video hướng dẫn làm nhạc và làm beat từ A tới Z. Anh em nào thấy tôi hướng dẫn hay và vui vui thì mua ủng hộ fan nha. Nhớ nhá, nhắn tin đi. Bước 5, quẩy lên thôi anh em. Nhớ là bật tắt vocal thường xuyên để tránh bị boang nhé.